Này mới mua tôm, tôm to anh Khải. Tôm đường này to anh Khải. Hả? Tôm đường này to. Ông nói, ai nói gì đó? Là tôm đường này to, ếch nó kêu. Ồt ồt, ồt ồt. Như bữa nay có ma gì ta, tao nghe lãng quẳng ếch, ếch kêu. Được hả? Ủa sao mình cứ nghe cái gì mà quẳng quẳng đây kỳ ta? Ếch nó kêu. Ếch kêu. Tiếng thì giống tiếng lọc đó mà ổng đù ma rõ ràng. Ta thấy nó đi 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 chứ, cầm đi, cầm đi chứ không ai biết đâu à. Ma rõ ràng luôn, thiệt sự luôn nha. Cầm đi không ai biết đâu. Thông thần tôi thể giả đò thôi chứ nghĩ sao không thấy ông đây. Từ hôm nay mới uống thuốc tàng hình. À. Tâm to thiệt này. Tâm to thiệt á. Biết nhiêu ký không? Nha. Yeah. Nếu mà nói về chính xác cái độ của tôm nó bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền ký thì mình nói 10 lạng vô 1 ký. À 10 lạng. Tôm đúng tính làm món gì á? Tôm luộc nè, tôm hấp nè, hết thời hết rồi. Tôm nhiều ông tôm bồ tạc không, tôm ủ muối không, nhớ tôm ủ muối không nữa. Tôm ủ muối tôi nói ông là ăn nhất nhất, ăn tôm ủ muối rồi á là tôm hấp hay là tôm chấm cái gì, tôm luộc á là không bao giờ bằng cái tôm ủ muối hết trơn á. Ừ. Mình thử bây giờ bữa nay tôi mua 1 ký muối trong nhà rồi, quất tôm ủ muối. Ôi ủ muối là ăn ủ muối nữa, làm món khác đi, làm món này ăn ngon hơn. Với lại nó đẹp mắt nữa. Nhưng mà con cái bây giờ mình ủ muối là mình làm thứ nhất thịt nó dai. Không biết là mình thích nó dai rồi nhưng mà mình làm món khác đi. Anh ăn món đó rồi chúng ta ăn món mới để chúng ta thay đổi khẩu vị thôi. Chứ mấy món ăn hoài mà chúng ta cũng ngán, mình dễ làm mà. Món gì? Tôm hấp. Hơi hấp kiểu khác. Bây giờ anh làm thử em chia sẻ cho. Thì cũng như đổ nước vô rồi mình đã có cái vị hấp nè. Không có đâu. Bây giờ nha. Tôm á, anh lấy dao anh chẻ đôi đôi ra giống như ăn tái vậy đó. Anh lấy cái ruột, không lấy cái ruột không lấy thôi. Khỏi lấy đi, mất công. Đụng món dơ sao? Không có sao đâu. Chẻ đôi nè, có lột vỏ không? Khỏi lột vỏ luôn. Khỏi lột vỏ luôn, ừ. À như là tôm hùm á hả? Đúng rồi. À rồi quất. Đây à, tôm nè, mọi người mua về, mọi người chẻ ra. Chẻ ra hả? Ừ, chẻ ra. Khó chẻ lắm á. Cực, tính ra cực gì hết trời. Nhưng mà nó ngon. Đù. Ê, tôi làm đầu bếp được. Ừ. Thế đó là được rồi, anh banh ra được rồi đúng không? Chạy hết đuôi chứ. Đúng rồi. Đù. Rồi, anh xếp lên dễ có, luôn. Có gỡ gỡ này không? Anh thích gỡ, anh gỡ, anh muốn gỡ thôi, tùy anh. Cái khâu gỡ ruột thì mọi người thích mọi người gỡ. Mà có gì đâu mà sợ trời. Anh sẽ xếp lên dĩa, làm cho anh xếp lên dĩa đó. Banh hết đó. Ok, xong mọi người cắt mọi người banh ra dĩa. Rồi. Tiếp theo anh sẽ chuẩn bị là tỏi, hành ớt, phi lên. Tỏi hành ớt phi lên, xay nhuyễn phi lên đúng không? Đúng rồi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ phi tỏi xay lên. Trong thời gian chờ nó sôi chúng ta sẽ bắt đầu xay hành củ với ớt. Hành củ ớt hả? Ừ. Vàng nè, chúng ta tiếp theo chúng ta cho cái này vô luôn. Tỏi ớt. Tỏi, đầu hành với ớt xay ra. Đây luôn. Và chúng ta sẽ phi đều cho thơm. Cái này nếm gì không? Anh phi cho đều rồi chúng ta bắt đầu nêm. Ok. Anh sẽ cho em dầu hào với tương ớt vô, bột nêm, bột ngọt vô. Má hào cái gia vị, không muốn cho càng nhiều càng ngon, không sao đâu mọi người. Trời ơi. Nêm mùi ngọt chưa. Dừa ăn đúng không? Ừ. Ngọt đúng không? Đúng không? Chúng ta sẽ đảo đều lên. Rồi đây nha. Ok. Rồi, ra tắt ra. Rồi, tiếp theo nè. Anh mang những cái con hộp này, anh để nguội cũng được. Anh sẽ nhét hết vào trong tôm. À, con tôm mình sẽ giữa đó hả? Đúng rồi. Ok. Mọi người sẽ múc cái này, mọi người nhét hết vô lần giữa.
tạo trứng giả, giả trứng. Đó, nhét là tự nhiên nó phồng lên thôi. Cũng nhét là nó tự phồng thôi. Nó có rớt ra ngoài được không? Không rớt. Cái gì? Cái nhét rồi. Nó còn nào nhét được, nhét hết chưa mà. Rồi, tiếp theo. Anh sẽ mang đi, anh hấp. Hấp cách thủy hả? Ừ, hấp cách thủy. Bỏ vô đây hả? Rồi, ok. Đây lại đúng không? Rồi, chờ. Rồi, chín đây nè mọi người. Đúng chưa? Chù cho y y, giống như trứng như vậy. Đúng rồi. Giờ lấy ra sao? Anh để nguội chứ đâu lấy đâu, để trong nồi ăn luôn mà. Đúng rồi, ok. Mà. Bây giờ nha, anh rải một ít hành lá lên, rồi anh phi em một ít dầu nóng. Nấu em ít dầu nóng. Hành lá này hành, hành ấy. Gọi là mình để... trang trí cho đẹp á. Trí đẹp đúng không? Thơm, đúng túng thơm luôn. Thơm thì sao thơm chứ ta, nhìn hấp dẫn thiệt á. Không biết có ngon không thôi. Rồi, bây giờ nha, anh bắt xuống anh để qua bên đi. Chúng ta bắt đầu phi hành nóng nè, vẫn chưa xong được đâu. Công đoạn cuối cùng để ăn nè. Sau khi dầu nóng, chúng ta sẽ bắt đầu rưới dầu lên đây. Đổ lên đúng không? Ừ. Đổ vòng vòng mấy cái miếng hành này. Đúng rồi. Đồ giống đầu bếp ghê chứ bộ. Sao? Ăn được hả? Anh ăn thử một con biết liền. Rồi đợi tôi lấy đồ. Sao nè mày? Ngon lắm á. Nhức nách luôn á. Để tôi ngồi đây cho nó hương vị đồng quê hơn. Thơm thì thấy nhức nách rồi đó. Ừ. Rồi cái mình ăn theo kiểu Hàn Quốc đây. Vỏ tắt được đúng không? Ừ. Mang con ra ăn luôn mà. Con này đi. Thơm dữ đó, thơm lắm. Đó, cầm bên con lên ăn. Nó là như vậy mà. Mình cắn luôn chứ. Ừ. Ê, tôi nói ông mà nó thơm nhức nách luôn thì gọi là giống như là tôm cháy tỏi hả? Ừ. Chù. Ngon, trời ơi, sao nó ngon, thấy không biết. Mình nói là nó đều cái đuôi thôi á. Ừ. Chứ ăn có cái thịt á. Mà sao nó ngon dữ vậy biết. Nó cay nè. Mà cách mình nêm nếm nó vừa ăn á. Ngon. Này uống bia uống rượu nhức nách. Không đáng cái đồng tiền mà ông bỏ tiền ra ông mua tôm. Ừ. Nó vừa thơm với tỏi nè. Mà nó ngọt tôm lắm. Ừ. Tôm nó ngọt lắm. Ừ. Cay nè. Thơm của hành nè. Tụi nó không nhức nách thiệt luôn á. Trời ơi ăn sướng. Không bỏ gì. Còn ai sang nữa bỏ vỏ. Mà sao nó ngon dữ ta. Đó. Cho nên ăn hoài món kia nó ngán. Ăn lắm này nó ngon lắm. Ừ. Tuyệt vời luôn. Với lại nhìn nó đẹp nữa, nhìn giống như là tôm ôm trứng vậy đó. Ôm trứng ôm dưới bụng chứ ai ôm trên lưng. Ôm trên lưng, mình chế lên lưng, mình bẻ trứng lên lưng, mình nhét lên lưng đó. Ừ, ngon lắm. Ở đâu có món này? Nhậu nhiều, biết. Cuối cùng cũng phải bỏ vỏ hả? Cuối cùng cũng bỏ vỏ. Này em ước gì mà có tôm gọi là tôm lột á. Ờ, ăn bỏ sướng ha. Tôi nói ông nó ngon mà ngon nhất nách luôn. Đó giờ tôi mới ăn được tôm vậy á. Tôi gọi là tôm, ông thấy tôm hùm mà nướng phô mai không? Uh-huh. Thấy không có chưa ăn. Ừ. Mà tôi nghĩ chắc không ngon bằng tôm này đâu. Thì đúng rồi, mình chưa ăn tôm đó là tôm này mình ngon nhất rồi. Đúng rồi, thiệt sự luôn. Tuyệt vời. Cuối tuần này mấy anh em có thể thiết kế cho mình cái món tôm ôm trứng này. Rất là tuyệt vời luôn. Mọi người cứ làm thử đi. Cái gì tôm không, ôm trứng thằng? Đó là cái món tên gọi của mình. Đây là cái món tôm ôm trứng nè, rất là ok nha. Cách làm món tôm ôm trứng hả? Tôm ôm trứng nó là tuyệt vời luôn. Ok, mọi người nhớ đăng ký bật chuông nha. Để tới giờ anh em tôi lên tiệc rồi. Hẹn gặp lại tới clip sau.